quý vị xem chúng quang đến với nhà trực tiếp tại sông đá Tân Lân để theo dõi trận đấu giữa của trợ thủ Cay Ghén và trợ gà Tulip. Vậy là các cầu thủ của trợ gà Tulip là những người sẽ tổ chức giao bóng trước, như vậy là một cuộc hòa đội bóng cũng chính thức được bắt đầu. Lúc này thì chỉ mới các cầu thủ của Cay Ghén là thực hiện những tình huống dứt điểm, còn các cầu thủ trợ gà Tulip lúc này họ vẫn chưa thể áp sát gần về phía thành của đối phương. Trọng tài vừa công nhận một tình huống đá phạt dành cho các thủ Cay Ghén, một tình huống leo biên khá mạnh mẽ và là quả đá phạt góc thứ hai của trận cầu. Bóng bật ra không được, vẫn còn hai pha lựa chọn liên tiếp, trước đó là Beo Chu và sau đó cũng có cả tình huống dứt điểm bồi. Khoảng trống chưa xuất hiện quá nhiều dành cho Jin, nhưng vẫn tạo ra được một tình huống nguy hiểm và buộc cho Thu Thành cơ hồng phải khá vất vả, cũng như là hệ thống phòng ngự của các cầu thủ trợ gà Tulip đến từ vị trí của Jin. Lúc này thì đã có những sự đảo vị trí khi mà Vũ đã được kéo vào để đại diện vị trí trung vệ, và cánh phải lúc này đang ngự trị đó là Có An. Trọng tài nói không, và bóng của số 3 Dương, vẫn là số 3, làm gì đây, không được. Và bóng áp sát liên tiếp của Dương về phía khung thành của Công Hậu. Huy Phong, xin bấm dốc. Huy Phong, không vào. Và hai nhịp nhưng một thứ đã trở nên an toàn với thủ thành của Cay Ghén. Bỏ máu. Quyền đường phá hợp lý, hoạt luôn tình huống đa chân, sau đó là tình huống phá bóng khá chủ động của trung vệ Quan. Quả bóng hơi vời nhưng vẫn trong tầm kiểm soát bóng của Bảo Báu, vẫn còn qua người ai, Bảo Báu không được. Một trong những tình huống sân cao hiếm hoi. Đây là Có An cho quả đá phạt lên, khá nguy hiểm. Quả bóng khó và buộc cho Thành Công Hậu phải trổ tài. Quả bóng khá lộn xộn. Bảo Báu bật bóng nguy hiểm, có quang trống, cú sút bóng đi ra ngoài của số 3 Dương. Huy Phong xin bấm dọc và chân cay, không được. Thêm một cú đặt chân nữa nhưng bóng vẫn tiếp tục đi trận thành, và chân khá khó chịu của xin bấm dọc. Huy Phong, Bảo Báu, khoảng trống, nguy hiểm, không được. Vẫn có được sự cản phá của Có An. Bảo Báu, vẫn là Bảo Báu, thêm một cú đá chân, không được. Người xuất sắc hơn vẫn là thủ thành của các thủ Cay Ghén. Quả bóng của Đình Đại, bà đuôi, hợp lý. Được hơi chờ bóng của Báo Báu, sẽ cần phải cẩn trọng mất bóng ở khoảng cách như thế này là khá nguy hiểm. Các và tình huống đa chân của Báo Báu, sau rất nhiều những nỗ lực thì số 18 cũng đã thành công. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này, rõ ràng là sân chơi bóng trượt cũng đã ảnh hưởng ít nhiều khi mà thành của cầu thủ Cay Ghén vừa rồi cũng đã đè trứng gà sau cú tỉa phá của trung vệ Báo Báu. Tỷ số được mở. Chúng ta sẽ lấy bóng đi hết đường biên dọc. Nỗ lực không thành công của số 38 xin vượt rộng. Khá nguy hiểm. Bàn thắng thứ hai đến cho các cầu thủ của trại gà Tulip. Tỷ số được nâng lên thành 2-0 nhưng bàn thắng đến liên tiếp.
từ một tình huống ném biển và người đã áp sát để gây những sức ép đó là Huy Phong. Dành của các cầu thủ bên phía cánh én đã băng ra nhưng không thể cắt bóng một cách bất ngờ chính xác. Quả đá biên về là hơi mạo hiểm của các cầu thủ cánh én và họ đã phải trả cái giá khá đắt. Trong khi để trận bán thua và chưa kịp ổn định lại đội hình của VV. Báo báo đáng thiếu thì những sự gắn kết của các cầu thủ cánh én nguy hiểm, nhưng bàn thắng thứ ba không thể đến. Các thành người bỏ lỡ đó là cầu thủ mang số 48. Lúc này các cầu thủ chơi gà Tulip cũng đã tăng cường thêm một cầu đấu ở tuyến trên của mặt bóng nguy hiểm Vũ BB. Và người của Vũ BB làm gì đây? Khoảng trống nguy hiểm, không vào. Rất nhiều những nỗ lực xoay sở. Có đường truyền bóng hướng thẳng đến vị trí của số 8 thay đặt. Sự vụ nhậu. Đường truyền hơi đòn. Vẫn còn. Phản chân ngay. Không vào. Bỏ lỗ nỗ lực của thành cho De Gea. Bóng vẫn ở trong cuộc chơi. Béo Chu. Đó là quả chiều bóng khá nguy hiểm. Bóng vừa vượt qua tầm kiểm soát của thủ thành bên phía các thủ cánh én. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Hợp lý đột phá. Bóng bật ra. Vẫn còn. Lưới của các thủ Chaga Tulip lúc này đã rung lên. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho các cầu thủ của cánh én. Mặc dù là thủ thành Son De Gea đã có thể cản phá hai pha bóng trước đó, nhưng tình huống bằng vào chút điểm bồi sau của số 8 là thanh tay thì Son De Gea lại không thể cản phá. Có lẽ Son De Gea và các cầu thủ Tuấn Thanh cảm sát cây Béo Chu quý hợp chân cháy bóng đi ra ngoài sau lực của Sao Vinh Phúc. Dấu đã thoát khỏi vị trí trung vệ và chắc chắn cũng sẽ là một trong những lối chơi sẽ cần phải đề cập tới cho các thủ cánh én. Quả đá chân khá nguy hiểm. Khá nguy hiểm. Vẫn còn. Và đến lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để kết thúc trận cầu giữa các thủ cánh én và Chaga Tulip. Tỷ số chung cuộc là 2-1 cho các thủ Chaga Tulip. Một trận đấu với chuyên môn cao mà hai đội bóng tạo ra. Cảm ơn hai đội bóng đã đến với trận đấu này. Cảm ơn tất cả quý các bạn đã có theo dõi. Đến đây thì chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở trong những trận cầu tiếp theo.